mà silicon là ngắm vô từ mô rất là sâu. Ví dụ chỗ này á thì mình phẫu thuật dưới này hạch tâm ở dưới này đi lên mình nặn được một phần, còn chỗ này là coi như mình không dám nặn được cái mặt ra. Cái khó cái này chị biết không? Tiêm 35 rồi mà silicon là ngắm vô từ mô rất là sâu. Ví dụ chỗ này á thì mình phẫu thuật dưới này hạch tâm ở dưới này đi lên mình nặn được một phần, còn chỗ này là coi như mình không dám nặn được cái mặt ra chắc chắn. Rồi thì bác làm sao cho cái càng nó đẹp đẹp đấy chứ không hẳn. Bác nóng rồi bác làm sao cho nó đẹp cho nó đẹp rồi từ cùng cái nào. Bác có không dám lựa chọn cho sao được kẻ. Ủa nhiều lắm không? Ủa nhiều lắm không? Mỗi đường trong chị biết không là dễ nhiễm trùng. Mỗi đường ngoài này thì mỗi dễ nọ hơn, mà đường ngoài này thì có sẹo dưới này thì phải nặng chút xíu. Cái sẹo này thì mình ngửa lên người ta mới thấy thôi chứ không cần để ý gì đâu. Nghe, nào ớt hết nè, mỗi đường mòi nào silicon. Nha chị Như, ở đâu? Nha chị đâu? Không phải, vậy cái cảm rất là bự, trượt ra thì cũng kỳ lắm. Không phải chị, muốn làm gì phải giữ silicon trước. Bây giờ mình theo mình nghĩ á, mình không làm được cùng lúc được đâu. Đó, mình phải nạo hết silicon ổn định thời gian sau mình đánh giá đó chị. Nên mình muốn an toàn là mình nạo hết silicon ra, ổn định 3-6 tháng mình coi tình hình thế nào, rồi lúc đó mình quyết định đậu hay là trượt. Thôi cố gắng đi, phải làm từng bước thôi chị. Cái từ silicon là cấm cách đây 30 năm rồi. Những người biết cái đó là độc hại, biết nguy hiểm và dùng những từ rất là hay là mỡ nhân tạo. Rồi hàng xách tay của Thái, hàng xách tay nước này kia. Rồi dụ người ta chết nữa. Là cái nhiều cơ sở spa không giấy phép, cơ sở thẩm mỹ không giấy phép. Nhiều bạn bây giờ dùng cái từ rất là hay là lên Sài Gòn học. Cứ lên Sài Gòn học thẩm mỹ về chết. Lên Sài Gòn học rồi việc tự cắt mắt, lên Sài Gòn học về tự nước mũi. Ví dụ từ Sài Gòn lên, hoặc lên thành phố học chứ. Lên Sài Gòn học, lên thành phố học. Và tôi gặp rất nhiều biến chứng, là một điều rất lây nhiễm. Chúng ta sai hoàn toàn về pháp luật. Ví dụ bây giờ tôi là bác sĩ, tôi được quyền mổ làm hết. Nhưng tôi ra một cơ sở không phép tôi làm được sai hoàn toàn. Đúng không? Sai hoàn toàn. Chứ đừng nói tôi biết mổ nhưng mà tôi mổ chỗ đó không phép là tôi sai. Xảy ra biến chứng cơ sở vật chất đủ là chết người. Huống hồ gì đây làm chất cấm. Mình không có chuyên môn, làm không phải cơ sở giấy phép mà dụ người ta nữa thì vi phạm pháp luật rất lớn. Nếu bạn thấy thích video này thì đừng quên để một like và nhấn đăng ký kênh để giúp chúng tôi sáng tạo thêm nhiều video thú vị hơn. Xin cảm ơn.